này đi lấy lại bôi thuốc vài bữa là hết à? Dạ. Em uống cái collagen nó không hợp, nó nóng, nó co đầu mụn lại. Nhà mình sử dụng loại rửa mặt gì hả em? Bon đó chị. Bon đó hả? Yeah. Bon màu hồng á hả? Dạ, yeah, bon màu xanh đó chị.
Rồi chị nhìn xét coi, chị chịu khó. Chị chịu khó chút ha. Nên là do cái lỗ chân lông da mình nó nhờn quá, lỗ chân lông của mình nó bị bít tắc lại đó. Da em thuộc loại nhờn mà chị. Mà em tẩy trang kỹ rồi cũng vậy rồi chị ơi, giờ cũng vẫn chắc nó nhờn. Nhưng mà em gân cái thằng collagen rồi, gân được một tuần. Tức là mình bị cái mụn này là bao lâu ha? Em bị nói chung từ xưa giờ rồi, nhưng mà em uống cái collagen này như có vẻ nóng quá chị. Thế nó bùng lên hơn đúng không? Dạ. Nó là dạng viên á, em uống nước không được. Ủa, em uống cũng gần 500 viên rồi đó. Ồ, hủ rưỡi. Là nhiều khi mình lót kem nó ứ á chị. Là sao? Kem chống nắng. À, ý là mình bôi kem chống nắng hả? Em bôi kem chống nắng hả? Dạ. Ở đây có quạt thẻ không chị? Đó. Chắc là em mua cái phiếu 5 lần. Chị khó chút. Một dạ, giày, một giày đó. Đúng rồi, em biết rồi. Thế chị khó, bữa đầu nó vậy, bữa sau nó ít hơn. Này cỡ lâu mới đi lại chị? Cỡ tuần nha em nha. Ừ. Đúng tuần ha. Ừ.
cái cục ở dưới đây nó bị viêm nè. Ừ.